Người có công, trời không phụ. Bốn tuổi cực đỏ đường công danh vào năm 2024. Không cầu mà cũng có. Xin chúc mừng những con giáp may mắn trong con đường công danh sự nghiệp của mình. Các bạn sẽ lập được thành tích tốt và có nhiều tình vui mới trong con đường làm ăn của bản thân. một Con giáp người tuổi ngọ những người sinh năm Ngọ sẽ mở ra thời kỳ vàng son trong sự nghiệp vào năm nay. Mọi sự vất vả và kiên trì cuối cùng cũng được đền đáp, không những công việc suôn sẻ mà tài vận cũng trở nên thịnh vượng. Những người sinh năm Ngọ có khả năng lãnh đạo phi thường, có khả năng đổi mới, điều này khiến cho họ giống như vịt gặp được nước ở nơi làm việc và có thể nhanh chóng nổi bật. Năm nay, bạn chẳng cần ai nâng đỡ cả. Bạn dựa vào sức lực và trí tệ của mình để nắm bắt thành công cơ hội. Sự nghiệp của bạn cực kỳ triển vọng sẽ thành công trong thời gian tới đây. Khả năng cao như bạn tuổi này sẽ có một bước đột phá mới trong công việc. Đó có thể là lập thành tích nổi trội hoặc được cất nhắc lên vị trí tốt hơn vị trí cũ vào tháng 8 hoặc tháng 9 âm lịch. 2. còn giáp người tuổi tỵ. Những người sanh năm tỵ sẽ mở ra mùa xuân sự nghiệp trong năm nay. Họ nhiệt tình và can đảm, luôn có khả năng thích nghi nhanh chóng với nhiều môi trường khác nhau và đạt được thành công. Năm nay, những chủ rắn sẽ gặp được nhiều quỹ nhân giúp đỡ trong công việc, có được nhiều cơ hội và nguồn lực hơn. Bằng sự nỗ lực và sức lực bản thân, họ tiếp tục leo lên đỉnh cao của sự nghiệp và kiếm được khỏi tài sản khổng lồ. Năm nay, dự đoán nhận tháng 5, tháng 8 và tháng 12 âm lịch là những tháng đem tới cơ hội thăng tiến cho con giáp này. Năm nay, nhiều người sanh năm tỵ sẽ tìm được một công việc mới, được thăng chức bất ngờ hoặc thi cử cực kỳ đó, công danh sẵn lạng hơn cả những gì bạn dự tính từ đầu năm. Tất cả là nhờ công sức của bạn gây dựng vất vả bảy lâu nay. bà Con giáp người tuổi thân Tuổi thân là con giáp may mắn trong đường công danh vào năm giáp thân 2024. Những chủ khỉ cũng có những thành tích rất tốt không thua kém ai. Họ thông minh, thảo phát, dễ thích nghi, luôn có khả năng nắm bắt nhanh chóng các cơ hội kinh doanh, hòa, hành động, quyết đoán. Năm nay, những người sanh năm thân sẽ có những bước đột phá trong sự nghiệp, không nhận công việc suôn sẻ mà còn gặp nhiều may mắn trong con đường công danh. Với trí tệ và lòng dũng cảm của mình, họ đã mở ra thành công các khu vực thị trường mới và đường công danh của họ dự kiến sẽ tăng lên nhanh chóng. Tháng 8, tháng 9, tháng 11 và tháng 12 âm lịch Cảm hứng sẽ xuất hiện, khả năng sáng tạo của bạn sẽ rất lớn và bạn sẽ có thể tạo ra được những thành tựu mới trong sự nghiệp của mình. Nhưng đừng quá chủ quan và độc đoán để tránh rơi vào tình trạng khó khăn khi ngồi vị trí ở nơi cao. 4. Còn giáp người tuổi môi những chủ dê cũng sẽ có một giai đoạn khởi sắc trong sự nghiệp vào năm giáp thành này. Những chủ dê sống trung thành, tốt bụng, chăm chỉ và luôn có thể làm tốt công việc của mình một cách nhanh nhẹn và thực tế. Năm 2024, những người tuổi môi sẽ được ship và đồng nghiệp công nhận đánh giá cao, đồng thời sẽ có nhiều cơ hội và nền tảng hơn để thể hiện tài năng của mình. Còn giáp này dựa vào sức lực sự chăm chỉ bản thân để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kiếm được thu nhập đáng kể. Sự nghiệp năm nay trước tiên sẽ xa xúc rồi mới khởi sắc, nửa đầu năm sẽ gặp nhiều trắc trở. Cho phải tới tháng 8, tháng 10, tháng 11 âm lịch thì con đường công danh của những chủ dê mới bắt đầu tăng phùng vụt. Lưu ý là trong sự nghiệp của bạn năm nay sẽ có những Đối thủ mạnh, ngoài việc nỗ lực gấp đôi, bạn còn phải biết thích nghi và tìm ra những chiến lược mới.